Thành phố Hà Nội sẽ dành 9,2 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đây là nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua trong kỳ họp sáng nay ngày 22 tháng 9. Cụ thể, đối với người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, Hà Nội sẽ hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng. Toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế của các nạn nhân được hỗ trợ hoàn toàn, dự kiến khoảng 50 triệu đồng trên một người. Hỗ trợ tiền tạm cư trú đối với mỗi hộ gia đình 6 triệu đồng trên một tháng trong vòng 6 tháng, hỗ trợ đối với cá nhân ở ghép 1,5 triệu đồng trên một người trong vòng 6 tháng, học sinh sinh viên được hỗ trợ học phí chi phí học tập 15 triệu đồng tương đương với mức học phí và chi phí mua sách vở trong vòng 3 năm. Hỗ trợ trẻ mồ côi mất cả cha và mẹ là 100 triệu đồng và 70 triệu đồng đối với trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ. Hỗ trợ đại diện thân nhân người thiệt mạng 50 triệu đồng trên một người, hỗ trợ chi phí tang lễ đối với người tử vong bao gồm tiền hỏa táng, tiền khâm liệm tiền thuê nhà tang lễ khoảng 10 triệu đồng, dự kiến tổng mức chi phí hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy là 9,2 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân.